Tập 16. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Hoàng thượng. Đừng ngồi dậy, đừng ngồi dậy, nằm xuống đi. Nằm xuống. Ngọc Nhi à, bây giờ nàng cảm thấy thế nào? Cảm thấy trong bụng đau ê ẩm, còn hơi chóng mặt nữa. Trâm nghe thấy y nói nàng ngửi phải những mùi như là xạ hương. Thần thiếp không biết. Vậy hôm nay nàng đã ăn những gì? Dạ là bánh sơn tra do Lưu Nương Nương đem tới. Nô tỳ cho rằng trong bánh nhất định có xạ hương. Lại là á tiện nhân Lưu Nga này, Trâm đã phải giết ả mới được. Nàng cũng vậy nữa, thức ăn của ả đem tới nàng ăn bừa cái gì chứ? Sao nàng không nghe lời của Trâm? Trâm đã nói bao nhiêu lần rồi, nàng không bao giờ nghe cả. Khấu Châu, nói những lời như vậy trước mặt hoàng thượng chẳng phải đang chia rẽ nội cung sao? Đừng đừng tha tội. Sau này không được vô trách nhiệm như vậy, muốn nói là nói à. Dạ. Tỳ ấy cũng chỉ tốt thôi, biết thần thiếp thích ăn chua nên đã đích thân làm bánh sơn tra đem cho thiếp. Khấu Châu cũng đã dùng đũa bạc thử rồi, trong đó không có độc. Hơn nữa lúc nãy ngự y cũng có thử qua, nói là trong đó có rất nhiều đương quy và phục linh, đều là những dược liệu an thai. Là vậy sao? Khấu Châu, hôm nay Lưu Nương Nương đến chỉ đem mỗi bánh sơn tra đến thôi sao? Hoàng thượng đừng có nghi ngờ tỷ ấy. Khoảng thời gian này cũng cực cho tỷ ấy phải chịu theo thiếp. Trong lòng của thiếp thật sự cảm thấy áy náy lắm. Nàng nói cũng phải, Trâm cũng nghĩ chắc không phải cô ấy. Người muốn nói cái gì? Dạ không, không có gì. Nói đi. Hôm nay nô tỳ ngửi thấy trên người của Lưu Đương Đương có mùi hương rất lạ, hình như chính là mùi xạ hương. Khấu Châu, không được nhiều chuyện. Nhưng trên người của Lưu Nương Nương xưa nay vốn có mùi hương lạ. Khấu Châu, nói gì cũng phải có chứng cứ biết chưa? Còn không mau tạ tội, xin hoàng thượng tha tội. Được rồi, Khấu Châu, Trẫm không có ý trách tội ngươi. Ngươi rất tốt, cũng rất trung thành. Sau này khi Lưu Nương Nương đến, ngươi nhất định phải cẩn thận hơn. Dạ. Nhưng lần này chắc là không phải cô ấy làm. Nếu đúng là Lưu Nga đem xạ hương đến hại Ngọc Nhi, thì tại sao cô ấy lại để đương quy và phục linh, những dược liệu có tác dụng an thai này vào trong bánh sơn tra? Đúng vậy, hai việc này hoàn toàn không khớp với nhau. Được rồi hoàng thượng, người cũng đừng suy đoán lung tung. Khấu Châu, ngươi đi đi. Dạ. Trần công công. Ừ. Khấu Châu, xạ hương nhất định là do Lưu Nga đem vào trong cung. Khấu Châu à, sau này khi ả đặt chân đến Ngọc Thần Cung, ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận, hiểu chưa? Lần này đô tỳ đúng là sơ ý mà, chỉ lo nhìn cái hộp bánh sơn tra thôi. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Xem ra Lưu Phi Nương Nương này đúng là bản tính khó dời. Đô tỳ đã nói rồi, thời gian qua những việc làm của người đàn bà này đều là giả dối. Người đàn bà này quá nham hiểm, mục đích của cô ta là muốn hại chết Nương Nương, nhưng mà Nương Nương lúc nào cũng bên vực cho cô ta. Thật ra Lý Nương Nương hiểu rõ hơn ai hết. Ngày mai Lưu Nga nhất định phái người đến dò la tin tức. Ngươi cứ đem chuyện tối nay nói hết cho cô ta nghe. Nói là đã điều tra ra có người đem xạ hương vào cung, hoàng thượng đang điều tra chuyện này. Chuyện này cũng dùng được đó, nhưng mà Trần công công, chúng ta không thể phòng mãi như vậy. Chỉ có ngàn năm làm trộm thôi, chứ không có ngàn năm phòng trộm. Nếu một ngày nào đó lỡ như chúng ta sơ suất, Lý Nương Nương chẳng phải sẽ trúng độc thật sao?
cứ bình tĩnh đã. Tôi đi tìm Khấu Tướng Gia bàn bạc thử xem. Có chuyện gì mà ngươi vui vậy? Nương nương à, lão nô nghĩ tới chuyện hôm qua, lão nô cũng hoạt ý như vậy cho nương nương. Một làn hương xả hương bay thẳng vào con nha đầu họ Lý đó. Con nha đầu họ Lý đó nhất định ngửi không ít, không biết nhiêu đó. Tiểu nguyệt chúng trong bụng có tay chịu nổi không? Nè, con nha đầu xa trấn đi 2 canh giờ rồi, sao chưa thấy về vậy? Nương nương, xa trấn không đem chuyện của chúng ta nói ra ngoài chứ. Ngươi lúc nào cũng đa nghi như vậy. Chuyện hai chúng ta thương lượng, xa trấn đâu có biết. Nương nương, ngươi đừng quên là Khấu Châu. Ngươi đó, không thể ai cũng nghi ngờ được. Xa trấn đối với ta có thể nói là rất trung thành. Nương nương, nương nương, nương nương. Xa trấn, ngươi làm sao vậy? Đi một cái hết nửa ngày trời. Nương nương, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Hôm qua Lưu nương nương xém chút sảy thai. Vậy sao? Ta phải qua đó xem thử mới được. Sảy thai rồi à? Nương nương, bây giờ ngươi đừng qua đó. Lưu nương nương may là mạng lớn, giữ được đứa trẻ trong bụng. Hôm qua hoàng thượng đã canh chừng ở đó suốt một đêm. Quách què, chuẩn bị kiệu, ta qua đó xem thử. Dạ. Nương nương, người y nói là do ngửi phải mùi xạ hương nên bị động thai. May mà trong bánh sơn tra nương nương đem tới có đường quy nên mới không bị sảy thai tại chỗ. Hoàng thượng đã hạ lệnh điều tra nguồn gốc của xạ hương. Theo như những gì Khấu Châu tỷ tỷ nói thì hôm qua nương nương đến Ngọc Thần Cung, lúc bước vào cửa thì ấy đã ngửi thấy mùi xạ hương rồi. Bây giờ mọi người ở Ngọc Thần Cung ngoài Lý nương nương ra ai cũng đang bàn tán. Họ nói là nương nương đem xạ hương vào trong cung, vì vậy tạm thời nương nương đừng có đến Ngọc Thần Cung nữa. Nương nương, xa trần nói đúng đó. Tốt nhất nương nương đừng có đi. Ta phải qua đó xem sao. Thanh thượng gia đâu? Thần thiếp cung nghênh thánh giá. Ái phi bình thân. Mời. Ừ. Mau mau mau, còn phải đợi hầu hạ hoàng thượng nữa. Ái phi, sáng ngày hôm qua nàng đến Ngọc Thần Cung phải không? Phải. Thần thiếp đem bánh sơn tra chính tay thần thiếp làm qua đó cho Ngọc Nhi. Nàng đem bánh qua đó đúng lúc lắm. Nếu như không có nó, Ngọc Nhi e là đã sảy thai ngay lúc đó rồi. Sảy thai? Ngự y nói là Ngọc Nhi ngửi phải mùi xạ hương, suýt chút nữa thai nhi ở trong bụng bị hỏng mất rồi. Trời ơi, vậy thần thiếp phải qua đó thăm mùi ấy. À, không cần đâu, để nàng ấy nghỉ ngơi đi. Nhưng mà nói gì thì nói, trẫm cũng phải đa tạ ái phi. Đa tạ thiếp. Trong bánh sơn tra nàng đem qua có đương quy và phục linh, Ngọc Nhi đã ăn vài miếng nên mới có thể giữ được thai nhi trong bụng. Vậy bệ hạ, người đúng là phải đa tạ thần thiếp rồi. Không phải trẫm đang đa tạ sao? Còn nói đa tạ thiếp, hại thiếp thì có. Sao trẫm lại hại nàng? Ngọc Nhi muội muội không thấy hầu hạ hoàng thượng nên lại đến chỗ của thần thiếp. Được, vậy tối nay trẫm phải hại nàng mới được đó. Thần thiếp đã sớm chuẩn bị rồi. Ồ, đây là... Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, thần thiếp cũng nghĩ thông suốt rồi. Thiên tử tam cung lục viện là một chuyện hết sức bình thường. Thần thiếp đâu thể độc chiếm bệ hạ được. Vì vậy... Trừ Châu Huyền Thành. Khách quan mời, xin mời, xin mời. Mời về không? Dạ,
Mời khách quan. Tam công tử, hôm nay chúng ta dừng chân nghỉ ngơi ở đây nghe. Được, mọi chuyện xin nghe theo trưởng huynh. Gọi tôi Bao Hưng. À, hai vị công tử, trọ lại đây hả, để tôi dắt ngựa cho. Tam công tử mời. Chổi lông gà. Ê, hai vị khách quan, hai vị ở trọ hay ăn cơm? Sắp xếp cho Tam công tử nhà tôi trọ lại trước, sau đó ăn cơm. À, hai vị khách quan mời vào trong. Tam công tử mời. Mời mua chổi lông gà. Ông chủ. À, hai vị khách quan, cần một căn phòng như thế nào? Bộ quán có một phòng thượng hạng. À, không cần thượng hạng đâu, cho chúng tôi một căn phòng thường được rồi. Bao huynh tiết kiệm như vậy, đúng là khiến người khác phải khâm phục đó. Chỉ là một nơi để ngủ thôi mà, hạ tất cần phải tốt như vậy. Lữ bội của ta, cái nhẫn san hô đó rõ ràng là của ta. Của ta. Tại sao lại đeo trong tay của ngươi vậy? Trả lời đi kia. Đừng có vu oan với người tốt được chưa? Rồi. Cái nhẫn này là nhẫn gia truyền của nhà ta, sao có thể là nhẫn của ngươi được chứ? Hả? Của ta chứ bộ. Cái nhẫn san hô này ta dùng 50 lượng bạc mua ở điện đương hãng, nặng một lượng 8 tiền. Không tin bây giờ chúng ta có thể lấy cái cân ra cân thử. Người buông tay ra mau. Nhẫn này là nhẫn của ta, đeo trên tay của ta là nhẫn của ta. Người lấy trộm nhẫn san hô của ta ban ngày ban mặt mà người cũng dám đeo, đúng là gan to bằng trời mà. Ta phải đến nhà bộ tố cáo người. Tên ác tặc kia dám vu oan với người tốt hả? Muốn chiếm bảo vật tổ truyền của ta hả? Ta không tha cho ngươi đâu. Lữ bội thường ngày ngươi cũng thích chiếm lợi vật rồi, không cần phải chịu làm trọ nữa. Hai vị, hai vị, đây là quán trọ, hai vị đừng cãi nhau vậy nữa được không? Kẻo làm cho khách họ sợ. Vậy à? Ngươi xem đi. Tên cung tất chính này thật là vô lý, dám vu oan ta trộm nhẫn của hắn, ngươi nhất định phải làm rõ cho ta. Các vị thấy rồi đó, hắn lấy trộm nhẫn gia truyền của tôi, còn cứng miệng không thừa nhận nữa, ta nhất định không tha cho ngươi đâu. À, không được. Nè, nè, nghe tôi nói đã, đều là láng gì với nhau cả mà, hà tất phải vậy chứ? Không bỏ qua chuyện này được. Ngươi muốn bỏ qua hả? Ta cũng không đồng ý đâu. Ê, nè, nếu không thì hai vị đến nha môn nói cho rõ đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đến nha môn. Đi, tới nha môn đi, tới nha môn đi. Sợ ngươi hả? Bộ mới xử được. Chuyện này đúng là hơi kỳ lạ đó. Triển huynh, cái gì kỳ lạ? Nhẫn của họ Khuôn lại đeo trên tay của họ Lữ. Huynh nói xem chuyện này thế nào đây. À, chưa phân chưa tích, tiểu đệ làm sao mà biết được. Nghe bác hiệp nói vụ án ở Lưu Châu, hoàng thượng ngự điểm Bao huynh làm chủ thẩm đại thần, đại án như vậy cũng có thể xử. Vụ án này thì có là gì đâu. Hay là Bao huynh suy đoán xem ai chính là kẻ trộm đây. Triển huynh à, quốc công quốc pháp gia có gia quy, nơi này có quan phụ mẫu địa phương, sao tiểu đệ có thể tự ý suy đoán lung tung? À, tiểu mẫu hiểu rồi. Vụ án ở Lưu Châu, có lẽ Bao huynh chẳng qua cũng chỉ là giúp đỡ Khấu tướng gia làm những công việc lặt vặt. Vậy mà bác hiệp lại nói Bao huynh tham gia xét xử bọn người Đinh Dị, Mộ Dung Câu Toàn, còn nói Bao huynh là một đại tài. Xem ra là bác hiệp nói quá rồi đó. Vụ án ở Lưu Châu, tiểu đệ qua thật hết sức ngu xuẩn, nghĩ lại thấy xấu hổ vô cùng. Triển huynh không nhắc thì thôi, nhưng mà chuyện chiếc nhẫn san hô này đích thực hơi kỳ lạ. Không lẽ Triển huynh, hay là chúng ta đến nói xin thử đi nha. Được, dù gì cũng không có gì làm. Dạ, gì hả? Nghe nói Lý Tài đêm hôm qua giết một tên hòa thượng tên Liễu Nhiên trong chùa Già Lam. Sao lại bộ phát được rồi?